Vâng, xin chào quý vị các bạn. Ở clip này thì Xe Giao Năm sẽ đi chia sẻ cái bảng giá cuối cùng trong năm của tháng 12 này. Đặc biệt lưu ý với những chiếc xe lắp ráp trong nước được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ nhà nước nhé. Tôi quý anh chị các bạn, thời điểm này mua xe vào thời điểm đầu tháng 12 này luôn, giá đang được rất được ưu đãi và hợp lý, giá rất tốt cho quý vị khi mua vào thời điểm này. Đầu tiên với những chiếc xe Toyota Prius với 3 phiên bản, bản số sàn là 479 triệu đồng, bản là E số tự động là 528, còn bản G là 592, thì hiện tại Vios đang được giảm giá lên tới 50 triệu đồng tiền mặt nhé. Ngoài ra còn tặng bảo hiểm thân vỏ này và phụ kiện dư khoảng 10 triệu đồng nữa. Với thời điểm này như vậy thì ví dụ như chiếc xe phiên bản VSG đi lăn bánh ở Hà Nội đâu đó giờ còn khoảng 610 triệu, và lăn bánh ở tỉnh thì đâu đó là giờ khoảng 570 triệu đấy ạ. Giá rất 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 rẻ, nó rẻ hơn cả giá niêm yết của chiếc xe. Và thứ hai đó là những chiếc xe Toyota Camry. Chiếc xe này thì được nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan với những phiên bản như là 2.0G là 1 tỷ 105 này, 2.0Q sẽ được bán nhiều nhất với một giá niêm yết là 1 tỷ 220 triệu đồng. Còn phiên bản 2.5Q là 1 tỷ 405 và phiên bản Hybrid là 1 tỷ 495 triệu đồng. Thì hiện tại Camry đang được giảm giá lên tới 50 triệu đồng tiền mặt cho quý vị các bạn ạ. Và chiếc xe thứ ba đó là chiếc xe Toyota Avanza với giá hai phiên bản. Chiếc xe Toyota Avanza đấy ạ. Bản số sàn sẽ là 558 triệu đồng và bản số tự động sẽ là 598 triệu. Avanza thì số lượng xe hiện tại đang lắp ráp tại Việt Nam đang được hỗ trợ 50% lệ phí thuế trước bạ đấy ạ. Thì chiếc xe này đang được hỗ trợ tiền mặt từ đại lý là 20 triệu đồng. Ngoài ra còn tặng thêm phụ kiện cho quý vị các bạn nhé. Ở đây chúng ta sẽ có ví dụ lăn bánh phiên bản VS Avanza số tự động đi. Thì đâu đó sẽ rơi còn khoảng là 640 triệu. Và phiên bản số sàn rơi còn khoảng là 610 triệu đồng ạ. Quý chị có nhu cầu với chiếc xe Avanza 7 chỗ này thì có thể liên hệ ở số điện thoại dưới góc màn hình ạ. Và tiếp theo là chúng ta chiếc xe Toyota Veloz với hai phiên bản là bản Veloz Cross phiên bản Bay, bản thường là 658 triệu giá công bố và bản top là 698 triệu, thì chúng ta sẽ được hỗ trợ lên tới là 40 triệu đồng tiền mặt, ngoài ra tặng cả gói phụ kiện nữa. Tiếp theo là những phiên bản Toyota Corolla Cross. Cross thì có 3 phiên bản, bản G là 755, bản V sẽ là 860 và bản Hybrid sẽ là 955 triệu đồng ạ. Toyota Corolla Cross thì hiện tại đang được hỗ trợ lên tới là 30 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra còn được tặng là bản thân vỏ và gói phụ kiện 10 triệu đồng ạ. Ví dụ phiên bản G lăn bánh ở Hà Nội đâu đó nó rơi còn khoảng là 804, còn là tỉnh rơi còn khoảng là 800 triệu. Đó là Corolla Cross cho quý anh chị, chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan ạ. Và đến với những chiếc và cuối cùng là chiếc xe Land Cruiser Prado người đàn em. Cái giá niêm yết là 2 tỷ 628 triệu đồng. Thì chiếc xe này đang lăn bánh tại Hà Nội sẽ rơi khoảng là 2 tỷ 966 triệu. Còn tại các tỉnh sẽ rơi khoảng 2 tỷ 893 triệu đồng. Land Cruiser Prado, chủ quý anh chị các bạn, chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc ở Nhật Bản. Và hiện tại thì xe cũng đang có màu đen, màu trắng giao ngay cho quý anh chị. Là tùy chọn lựa chọn nội thất. Quý anh chị có nhu cầu có thể gọi điện vào số hotline ở dưới góc màn hình ạ. Tiếp tục đến chiếc xe MPV Toyota Alphard chuyên cơ mặt đất vừa được ra mắt phiên bản mới cập nhật, thay đổi hoàn toàn về động thất và trang bị tất cả. Với giá niêm yết là 4 tỷ 370 triệu giá không đổi. Thì chiếc xe này đang có màu đen, màu trắng rau ngay. Quý chị có nhu cầu mua về có thể liên hệ trực tiếp với số hotline dưới góc màn hình 0911 419 868 ạ. Vâng, tiếp tục đến người đàn anh Land Cruiser, chiếc xe SUV cỡ lớn tại Việt Nam. Với giá niêm yết là 4 tỷ 286 triệu đồng. Hiện tại thì bên xe Giao Năm đang có chiếc xe màu đen và màu trắng giao cho quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này nếu mà lăn bánh tại Hà Nội đi, đâu đó rơi khoảng 4 tỷ 9, còn là ở tỉnh rơi khoảng là 4 tỷ 720 triệu đồng ạ. Quý chị biết thêm chi tiết thì có thể liên hệ trực tiếp để có xe và giá thời điểm mới nhất giao tới tay quý vị các bạn ạ.
cũng một chiếc xe mới là Innova, Toyota Innova Cross với hai phiên bản màu xanh và phiên bản hybrid từ quý bạn. Phiên bản màu xanh giá niêm yết là 810 triệu đồng, phiên bản hybrid là 990. Quý anh chị có nhu cầu sở hữu chiếc xe này, đặt xe thời điểm giao xe mới nhất, có thể liên hệ xuống nghe xe vào 6 năm hoặc để lại phần comment phía dưới ạ. Innova phiên bản mới hoàn toàn được nhập khẩu nguyên chiếc Indo nhé từ quý anh chị. Vâng, tiếp theo đến với chiếc xe Toyota Corolla Altis nhé, được nhập khẩu nguyên chiếc ở Thái Lan. Ở phiên bản G với mức giá thay đổi lần này là 725, bản V là với mức giá là 780, còn phiên bản Hybrid phiên bản cao cấp nhất với mức giá là 870 triệu đồng. Chiếc xe này cũng đang được hỗ trợ lên tới là 30 triệu đồng tiền mặt, ngoài ra còn tặng bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện cho quý anh chị vào thời điểm cuối cùng của tháng 12 này. Đó, xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi clip. Hẹn gặp lại quý anh chị ở một clip tiếp theo ạ.